chất vấn Bộ trưởng Công Thương. Asanjo trốn thuế, Khải xin gian lận đút nóng nghị trường Quốc hội. Trước đó, chiều mùng 6 tháng 11, phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tập trung chủ yếu về gian lận thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Đặc biệt, Bộ trưởng Công Thương bị truy gay gắt về hai vụ việc điển hình là lô nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt chờ xuất Mỹ và xe von Huy dừng cài đặt bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trưng bày tại triển lãm ô tô. Trong tổng số 77 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Công Thương, có 33 đại biểu đã hoàn thành vào ngày hôm qua, 44 đại biểu còn lại sẽ tiếp tục hoạt động chất vấn. Đáng chú ý, một số vấn đề nóng đã được các đại biểu sớm nêu ra. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn Hòa Bình: Bộ trưởng Công Thương cần giải trình rõ hơn về vấn đề hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt và phòng vệ của Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất Bộ trưởng chưa trả lời được đó là lỗ hổng rất lớn về pháp luật, hàng rào kỹ thuật chưa đủ mạnh để kiểm soát tình hình, thiếu minh bạch về quy định hàng Việt Nam đã đẩy người dân và doanh nghiệp vào thế rủi ro rất cao. Asanjo, Khải xin có đơn thuần là gian lận thương mại hay không, kinh tế Việt Nam là kinh tế mở hay kinh tế hở, doanh nghiệp Việt Nam chết ngay trên sân nhà là điều đang diễn ra, chúng ta sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hàng hóa của họ trong giai đoạn hiện nay, đề nghị Bộ trưởng trả lời. Đại biểu Mai Sĩ, Đoàn Thanh Hóa: Đề cập tới lô nhôm giá 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt, đại biểu cho rằng hai công ty tại Hồng Kông, Trung Quốc gửi lượng lớn nhôm vào kho ngoại quan tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, sau đó công ty nhôm toàn cầu Việt Nam làm thủ tục chuyển quyền sở hữu là đúng pháp luật. Vướng mắc hiện nay là không có quy định thời gian hàng hóa gửi tại kho ngoại quan, hàng nhập khẩu vào khu chế xuất không phải chịu thuế. Từ đó, hàng hóa nước ngoài được tuồn vào Việt Nam, sau một thời gian, bằng nhiều cách, một số doanh nghiệp sẽ mập mờ chuyển hóa thành hàng hóa Việt Nam. Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý vấn đề doanh nghiệp gian lận xuất xứ và ngăn chặn có hiệu quả những vụ việc tương tự. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn Long An: Hiện nay, nhiều địa phương đã sản xuất chuyên canh nông sản năng suất cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc như thanh long, vải. Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới lặp đi lặp lại hết năm này đến năm khác, đặc biệt là vào những giai đoạn cao điểm, chính vụ thu hoạch. Bằng chứng là hồi tháng 10 vừa qua, hàng trăm container thanh long ùn ứ nhiều ngày tại cửa khẩu Lạng Sơn. Bộ Công Thương cũng đã có giải pháp nhưng chỉ mang tính can thiệp, xử lý tình huống vào thời điểm cụ thể. Xin hỏi Bộ trưởng có cam kết giải pháp hiệu quả triệt để nào trong thời gian tới để tìm thị trường xuất khẩu ổn định, đăng ký xuất khẩu chính ngạch cho nông sản Việt Nam? Tất cả những vấn đề nói trên sẽ được người đứng đầu ngành công thương trả lời trong phiên chất vấn sáng nay. Châu Như Quỳnh.